Mới đây, công ty giải trí Big Hit Music đã đăng tải thông báo chính thức về tình hình nhập ngũ của 4 thành viên còn lại trong BTS, bao gồm trưởng nhóm RM, Jimin, V và Jungkook. Theo đó, cả 4 đều đang trong quá trình chuẩn bị cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. RM, Jimin, V và Jungkook đang tích cực chuẩn bị cho công tác nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chia sẻ thêm thông tin về lịch trình quân sự của họ. Chúng tôi cam kết sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ cho nồng nhiệt trong suốt thời gian họ thực hiện nghĩa vụ quân sự và an toàn trở về, thông báo từ phía công ty đại diện. Trước đó vào tháng 9, Big Hit Music cũng cập nhật về tình hình nhập ngũ của 4 thành viên này, khẳng định lịch trình sẽ được công bố trong năm nay. Điều này đồng nghĩa 4 thành viên có thể bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào cuối năm nay hoặc sang đầu năm 2024. Việc đẩy nhanh tiến độ nhập ngũ nhằm đáp ứng mong muốn của BTS với kế hoạch sớm tái ngộ đầy đủ thành viên vào năm 2025, sẵn sàng cho sự trở lại bùng nổ của nhóm, quyết định được đưa ra sau khi công ty tuyên bố cả 7 thành viên đều đã tái ký hợp đồng. Ở thời điểm hiện tại, 3 thành viên là Jin, J-Hope và Suga đều đã nhập ngũ. Jin bắt đầu nhập ngũ từ tháng 12 năm 2022, J-Hope bắt đầu vào tháng 4 năm nay và Suga là vào tháng 9. Và chúng mình là News BTS, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé!